cái đó. Có ai ông vua cũng chết, ông Phật cũng thay hồn đổi xác nữa, bị gì? Đây là cái xác mà làm phương tiện để đi đến mục đích, sự chứng đắc và sự thành quả của mình. Thì tất cả mình coi nó như giả tạo đi, thì mình không có tránh phiền não. Dù ai chữ mình ấy, mình giả mà, chữ có đâu, đúng không? Nó đâu có gì thật đâu. Nó phải có cảnh để mình giác ngộ, để mình thấy được cái đời này là nó giả dối và nó không có tồn tại, và nó không phải hạnh phúc ở dưới đây, mà nó đều là các cảnh, đều là để cho mình giác ngộ, để trở về thấy nó, để biết, để sợ. Giống như khi mà cái người có đạo rồi, tâm rồi đó, nó có nhiều cái suy nghĩ, giống như cô Năm suy nghĩ nè, xã hội này nó phải tiêu diệt. Tại vì sao? Những cái tồn tại của chất độc, của rác thải, của tất cả mà mình làm về đây, từ về đây về sau, thì nó cái quả địa cầu nó như cái miệng ly vậy nè. Nó xây vòng hoài, cái gì nó cũng nằm vòng ở đây chứ. Nó không có một cái giác nào mà có một góc cạnh nào để mình đẩy lùi nó ra khỏi cái quả địa cầu này được hết. Mà nó nằm ở trong cái một cái vòng như vậy nè, hỏi chứ nó chạy đâu cho sức. Phải chi nó có những cái giác nhọn, nó chỉ có cái cạnh, nữa có cái khía, hay là nó có những cái bị cắt, có những cái đường cắt đi, thì nó còn lọt vào đó được. Còn cái này nó như quả địa cầu, nó liền gì nè, hỏi chứ rồi nó cứ chạy vòng vòng đi hoài, rồi nó tiêu diệt không, nó phải đụng với nhau. Quán tự tại đó là tâm mình mới vô quán ngại, quán tự tại vô quán ngại, tâm mới Bồ Tát tâm. Mình đâu còn phiền não, đâu còn hơn thua đâu. Khi một người không có sợ gì hết, đâu có còn sợ lo nữa, mà ta tự tại đó là không sợ nữa. Vô quán ngại là không có ngại chuyện gì, chứ khó cũng được, dễ cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được, nó là chuyện bình thường. Mà khi bởi vì bây giờ Đức Phật đó, sao không ai nói không? Niệm Phật thì Phật chỉ dìu dắt cái linh mình thôi, rước cái linh hồn mình thôi, chứ Ngài đâu có dạy mình. Ngài giờ đâu có độ cho mình giàu sang phú quý đâu. Ngài độ mình chỉ là độ cái tâm linh mình thôi, độ cái mà lớn nhất, vô sắc tướng luôn, mà nó là thật tướng. Tại vì sao? Ví dụ độ có sang giàu chỉ có một kiếp người thôi, mà Ngài độ linh hồn của mình là vô lượng kiếp. Ngài đang dìu dắt linh hồn và khai mở cho mình trong cái tâm thức của mình, để trở về với cái dàn trí thức, và trở về với thiện thức là minh thức, thì mới hiệp thức. Hiệp thức là lâm qua đó, là mình hiệp được cái thức rồi, thì mình hiệp mình không có sợ gì nữa, mình không có thấy chết mà cũng không thấy sống luôn. Mà hiệp lâm qua là cảnh thiên cảnh địa rồi, đâu có địa cũng được, thiên cũng được, đâu có gì sợ chết nữa đâu. Để tu để hiệp đó, chứ không phải nếu mà nói ngày lâm qua hội thì nếu có một ngày rồi ngày sau là hết lâm qua sao? Hay là hội mọi lâm qua họ hiệp một tháng, hội một tháng rồi một tháng là hết hội là lâm qua tan sao? Đâu phải gì, hiệp trong cái thức trí tuệ của mình đó, để mình mở được cái giác của mình ra. Thì khi mà mình không còn sợ luân hồi, không còn sợ chết nữa, thì lúc đó là lâm qua hiệp, mình thấy cuộc sống mình bình thường, sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Tu phải làm sao mà tới cái mức độ là cái thức của mình nó đi vào cái thiện căn, nó hoàn nguyên là cái bổn thiện của mình rồi, thì không có gì hết, nó là không. Lúc đó là mình mới cái chai, cái ly, cái gì nó cũng là không. Cái thương, cái giận, cái ghét cũng là không. Thì đâu có gì thương. Khi nào mình tập ở tại đây nè, niết bàn tại thế là chớ đâu xa. Mình tu đi, mình niết bàn tại thế là sao? Lúc nào mình cũng giữ được cái tâm bình đẳng của mình, tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng mới là phát huệ. Đó. Thì giữ được cái tâm bình đẳng của mình sáng rồi, mình thấy hết tất cả các cảnh rồi, mình đâu có còn sợ lo gì đâu, ham muốn gì nữa đâu. Tất cả đều là giả hết. Bây giờ nè, cái này, tất cả những cái này nó là phương tiện thôi. Mà khi có phương tiện vậy, phương tiện này nó có hữu dụng hay không, hay là nó vô dụng, mới là quan trọng. Vô dụng, hữu dụng, nó hữu dụng nó đi về đâu, mà nó tồn tại ở chỗ nào?
Nhờ cái này nè mà tồn tại. Tồn tại ở chỗ gì? Ở trong cái thức tâm. Ở trong cái tồn tại, trong cái thiện tâm, thức tâm. Chứ không phải nó tồn tại cái nhà, ở cái đất. Có ai, ông vua cũng chết, ông Phật cũng thay hồn đổi xác nữa, bị gì? Đây là cái xác mà làm phương tiện để đi đến mục đích, sự chứng đắc và sự thành quả của mình. Thì tất cả mình coi nó như giả tạo đi, thì mình không có tránh phiền não. Dù ai chữ mình ấy, cũng giả mà, chữ có đâu, đúng không? Nó đâu có gì thật đâu. Nó phải có cảnh để mình giác ngộ, để mình thấy được cái đời này là nó giả dối và nó không có tồn tại, và nó không phải hạnh phúc ở dưới đây, mà nó đều là các cảnh, đều là để cho mình giác ngộ, để trở về thấy nó, để biết, để sợ. Giống như khi mà cái người có đạo rồi, tâm rồi đó, nó có nhiều cái suy nghĩ, giống như cô Năm suy nghĩ nè, xã hội này nó phải tiêu diệt. Tại vì sao? Những cái tồn tại của chất độc, của rác thải, của tất cả mà mình làm về đây, từ về đây về sau, thì nó cái quả địa cầu nó như cái miệng ly vậy nè. Nó xây vòng hoài, cái gì nó cũng nằm vòng ở đây chứ. Nó không có một cái giác nào mà có một cái góc cạnh nào để mình đẩy lùi nó ra khỏi cái quả địa cầu này được hết. Mà nó nằm ở trong cái một cái vòng như vậy nè, hỏi chứ nó chạy đâu cho sức. Phải chi nó có những cái giác nhọn, nó chỉ có cái cạnh, nữa có cái khía, hay là nó có những cái bị cắt, có những cái đường cắt đi, thì nó còn lọt vào đó được. Còn cái này nó như quả địa cầu, nó liền gì nè, hỏi chứ rồi nó cứ chạy vòng vòng đi hoài, rồi nó tiêu diệt không? Nó phải đụng với nhau, nó phải đến đích thôi, đâu có đường nào tẻ được đâu mà nó chạy nó thoát được. Mà chúng sanh không, chúng ta không ảnh hưởng về vấn đề môi trường sống, cuộc đời sống, thì nó phải không thể nào nó tồn tại được. Đời mình, ví dụ như có đời của Năm hết đi nữa, đời tụi con cũng phải bị tiêu diệt. Bị gì? Theo cái chất độc và theo cái sự cuộc sống hàng ngày không ai bảo vệ gì, vì vệ sinh môi trường, nói về khoa học đi, thì cũng tiêu, về khoa học cũng tiêu. Rồi còn về nói về tâm linh đi, thì anh ai cũng dành cuộc sống vì hại nhau, diệt lẫn nhau, vậy rồi nhân quả nó chạy về đâu, nó đi vô đâu? Ai làm thì người đó gánh, vậy thì tiêu không? Cũng phải tiêu. Bây giờ cái đời này là phải gì? Tiêu thôi, không có tồn tại được. Mà muốn tồn tại hay không là làm sao bảo vệ được cái linh hồn. Một cái điều quan trọng mà chúng ta muốn đặt để, nghe nói giờ phải có phước báo vô lượng. Còn nói nếu mà chết hết thì giờ này đâu có ai nhập vô nhập ra. Mà xưng tôi mới chết ngày nào tháng nào giờ nhập vô xác này, rồi phá thai con về nó khóc mẹ giết con, làm sao có? Sao có những cái chân điển ở trên xuống để cứu thế? Cái người á, biết bảo vệ cái quyền cơ thì không dám nói ai mượn xác mình. Còn những người cũng vì một chút danh lợi rồi xưng hô, rồi mơ mốt cũng quỷ hoại, cũng hoại diệt. Tại vì mày mượn tao không mà mày đi phe để mày đi gạt bá tánh thì tao rút lại. Còn nếu mà mày mượn được tao mà mày ẩn được thì bảo vệ á, cái chân đạo, thì mày sẽ tồn tại. Tao mượn mày tiếp tục nữa con ơi. Còn bây giờ á, mượn con mà con đi phe là lấy cái danh hiệu này để đi lấy tiền của bá thánh để gạt chúng sanh, thì chẳng lẽ cái phần thánh mà người ta để vậy, phần thánh là cái người trung đạo, người ta thánh thiện, cái Phật tâm Phật tánh, ai mà để cho ai lợi dụng ai? Người ta muốn mượn vô cái xác để biết tu, cùng nhau để tu, để là chứng minh cho cái việc hữu hình thôi. Người ta phải mượn, mượn để cho người ta biết là chết không hết, để chứng minh được cái linh hồn sẽ trở lại. Và linh hồn tu thì như thế nào, linh hồn ma như thế nào? Nó ma vô nhập xác ăn cho dữ, nó quậy, nó phá không. Còn linh hồn người tu thì nhập vô cứ lo cứu đời hoài, không có nghĩ gì thân tâm chứ, thân ta chứ. Cho nên những cái điều có trở lại đây là để chứng minh cho có cõi tâm linh và sống thôi. Sống rồi chết cũng có trở lại, chứ không chết là hết được. Để bà con
Đừng có quên rằng tưởng mình chết là hết rồi, sống liều mạng, cứ giật của người ta rồi ăn, cứ hại của người ta để mà ăn sung mặc sướng. Hết cái đời mình là không có gì hết, không có gì được. Đây là một cái điều âm dương chứng minh từ cái tâm linh đó, để chứng minh cho bà con mình thấy được, để giác ngộ. Có làm gì cũng phải nhớ nhân quả, phải nhớ hậu quả, để tránh bớt đi cái việc đó mà hành động làm ác đối với nhau, hại giết lẫn nhau, để cho cuộc sống còn lại trong cái cuộc đời này nó có sự bình an, nó yên bình chút vậy đó. Mà nếu ai ngộ được thì nó sống nhau, nó có tình thương yêu và có sự đùm bọc lẫn nhau, biết được nhân quả rồi nên làm điều tốt để rồi nó sẽ ra tốt, để không làm xấu để nó không ra xấu vậy thôi. Hay quá mấy năm ơi. Chứ không có chứng minh sao được, có chứng minh hiện hữu chứ. Nhưng mà ông Hạc ông nói ta đâu có đưa linh hồn xuống đâu, nhưng mà do nhân quả. Mấy năm bây giờ sư huynh nè, ảnh là cái nghề của ảnh là nghề hồi xưa á, nuôi chó 10 năm trời mấy năm. Lúc nào á mà chó mà bán nó mập á, bán được á thì bán, còn con nào ốm quá á, thì ảnh làm thịt ảnh ăn, ảnh ăn không hết ảnh chia cho bạn ảnh ăn. Như vậy á thì mấy năm nhìn ảnh á thì cái nghiệp nó rất là nhiều. Ảnh quay đầu hiện giờ cỡ xuống tóc cỡ khoảng cả tháng nay đó mấy năm. Có lời khuyên nào cho ảnh không mấy năm? Không, cái xuống tóc nó chỉ là hình tướng bên ngoài. Để mình nhìn mình nhớ sửa. Nghĩa là có hình ảnh để mình biết, mình dừng cái tâm mình lại mình sửa. Nhưng mà phải quyết tâm sửa, con phải quyết tâm sửa và phải tu sửa thật sự, phải làm hết cái tâm mình, nhất tâm á, làm cái gì cũng vậy, làm hết mình, hết lòng, chứ không có phải mà làm lơ mơ mà giải quyết hết nghiệp. Nợ hồi nhiều mà làm ít sao trả nổi, phải làm cho nhiều trả mới được. Con làm, nếu mà con muốn lập công bồi đức, mà con muốn làm công quả là con làm, phải thật lòng, không có một cái điều gì ngần ngại hết á, mà vô quá ngại, làm với cái tâm tự tại, để mình giữ lại cái căn thiện cánh tánh của mình, không còn cái tâm hung ác nữa. Thấy làm đơn giản với cái nghiệp của mình tạo. Cho nên nhiều người nói tôi đâu có giết người đâu làm ác, không phải đâu, có khi một lời nói thôi, một lời nói của mình thôi mà cũng làm ác. Có lời nói của mình thôi, về gia đình ta gầy gà xào xáo, vợ chồng ta quánh lộn quánh lạo tới nỗi thôi nhau luôn, một lời nói thôi. Bị gì trong mình là tam độc nè, khẩu nè, tam ý là tam độc đó. Mình phải diệt nó. Cho nên cái lời nói mình mở miệng ra thì mình phải cố gắng, mình phải chỉnh đốn và mình trao dồi, chứ không phải mình nói ra mình muốn nói gì nói. Bởi vì cần nhất là cái khẩu nghiệp. Cái đạo Phật là sợ cái miệng dữ lắm. Con cũng có nghe cô giảng ở trên mạng đó, cũng hay lắm. Nhưng mà con cái đây mấy bữa con không nghe cô nói gì, bữa nay con mới nghe cô nói, con cũng châm. Không phải lúc nào cô cũng nói. Châm trả. Hai bữa nay cũng dòm dòm hoài, chứ theo gì mà ngồi có nói gì không. Nhưng mà cũng châm, sau bữa nay được nghe, chứ cũng nghe trên mạng. Bây giờ con cứ cố gắng đi. Bây giờ ông Phật ông nói nè, không có sợ người làm sai mà Phật sợ người không sửa sai. Bởi vì không có làm sai biết đâu mà sửa sai, còn có làm sai mà không biết thì vô minh luôn rồi. Cho nên Phật ông cũng quan hỷ, ông nói gì sao, ông nói một câu gì nó đi chung với câu này. Pháp nó có, pháp thì nó phải có căn. Giống như Phật ông nói là Phật á, nhân thì vô thập toàn. Nó ổng đã mở câu là ổng biết người chúng sanh là không khi nào mà hoàn hảo được. Nhưng mà ngài nọ thêm một câu thứ hai, bởi vì cái pháp đối á, của cái chân lý á, của nhà Phật hoặc là nhà Nho, nhà gì cũng vậy, nó có câu pháp đối và pháp lý, có pháp lý và có pháp đối. Thì ổng nói hai câu vậy thì con thấy mà cái đường của Phật ổng mở rộng thênh thang luôn. Ổng không có phạt mình, ổng nói nhân quả là do hình với bóng, mình làm thì nó đi theo rồi, chứ không có Phật nào mà dính vô phạt mình đâu. Dạ không phạt. Mình nói thì nhiều khi nói trời hại, đừng có nói vậy tội chứ. Không có hại. Cha lúc nào cũng thương con chứ. Dạ nó có hại. Tại vì mình làm á thì nè, con thấy không, cái ly để nè, nó có cái bóng liền á. Dạ. Là phải tự cái ly này nó ra, hay là ổng Phật ổng đứng để văn cái hình này. Đâu phải đâu. Ai điện thoại hả?
có người điện, có người điện. Cho nên á là cái hình với cái bóng á, mình tạo thì nó có à. Thật mặt nó có phạt mình. Trời cũng đổ thừa phạt, phạt phạt đổ thừa trời phạt, trời hại bỏ ai hại chứ á. Tại mình gieo ác thì mấy năm ảnh giết chó cái với lại anh bán chó mấy năm. Cái con chó nó về nó kêu ảnh. Nó kêu mà vẫn kêu ảnh là chủ. Nên anh kể ra cây cây của mấy năm và nó kêu nó nói là cái giết con thấy á, thấy con nó sao không ra giữ nhà đi. Cái thôi chủ đem bán con rồi lấy đồ giữ, tại con bệnh đó, rồi chủ sợ chết, bỏ uổng, đem bán người ta ăn thịt con rồi. Thôi chủ gán nuôi cái con chó mà dưới sàn đó, cho nó ăn nhiều nhiều một chút đi. Đó là con thấy. Còn vợ con đó là khoảng chừng 12 giờ nó thấy một lần. Cổ thè lè thì mình đứng đầu nằm. Thấy cái bằng không thấy mà thấy mơ màng, thấy mình cũng như là mình còn thức vậy đó. Cần cổ thè lè. Bởi vì cái thức của mình nó hiệp trong cái cảnh luôn. Dạ. Cho đầu, thấy luôn. Dạ, cái đầu con chó. Nhưng mà cái mình người mà cần cổ máu thì nó đứng đứng nó kêu thôi đừng có bán chó nữa. Gán lo làm ăn từ từ khá. Con biết không, cái đó là nếu khi mà con chết đó ha. Quan quan tương báo cái hình ảnh ở ngay trước mặt tụi con hoài luôn đó. Là cái cảnh ghê sợ này nó hiệp trong cái thức của mình đó. Cái nghiệp nó đến với cái thức là hình nó đến với cái bóng nó đến với cái hình. Rồi còn chắc là khoảng chừng 3 giờ 3 giờ nằm nó cũng kêu vậy nữa. Rồi thôi không nói gì đó là vợ con thấy nha. Rồi tới 5 giờ nó làm thêm một lần nó là 3 lần. 3 lần mà mình thì mình người mà đầu thì đầu chó. Mình người đầu chó mình cổ thì lè máu chảy dòng. Dân thù lụt chó mực mà. Nghe kể óc con nổi mà năm. Nghe kể. Má năm chị bệnh chó về nhập hoài rồi. Vậy đó hả? Thằng Minh đây nè. Dạ. Bây giờ đang làm công quả đây nè. À dạ. Rồi đó nó chơi nó lấy cọng dây thun nó cuột vô lỗ tai chó này nè. Mà rồi tới ngày chó nó chết luôn. Vậy hả? Ghê vậy? Không biết. Mà lúc gỡ là nó tan hết trơn, cọng dây thun nó tan hết rồi. Dạ. Nó ăn đứt lỗ tai rồi. Còn một điều nữa mới lúc cũng quên kể. Nó gánh sinh con mèo về. Mèo mèo kỹ ăn thức ăn á, bé lớn nha, dài. Cái nuôi cũng được con 10 bữa, cái đầu cũng chó, chó anh sớm nó cắn chết. Thằng thấy tội nghiệp cũng cưng lắm. Đem lên là để cái trang cho các bạn Phật, ở trên cái trang Phật mẹ của Quan Thế Âm á, đầu để cái con tụng một bài kinh con trì chú á, đại bi, chứ mà tâm kinh Bát Nhã. Vì gì mà tốt con thấy đó. Ừ, con nhã tâm kinh. Dạ, yeah, con thấy đứng trước cửa. Đứng hai giờ đưa lên. Nói cảm ơn chủ nhân, nhà chủ nhân tụng kinh mà con được siêu thoát. Nhưng mà mới có siêu mình không biết, đứt cái kêu gì đó. Rồi là nó bỏ xuống đi bốn chân đi ngay ngay cái chỗ chôn. Có lẽ con mẹ con. Bởi vì biết nhân quả. Dạ. Cho nên cũng nghiệp thực. Bây giờ có bà con không ăn chay được cũng nên đừng có ăn con gì mà sống hết. Yeah. Ăn những con chết đi. Ăn con chết. Mình hướng cái xin cái mạng đó. Rồi mình có làm được gì công đức mình cũng chia sẻ để cho người ta, người ta cũng được cái phước duyên. Nên cũng được đó, mình cũng như cứu người ta vậy đó. Yeah. Còn nếu mà mình ăn người ta, mình làm thịt rồi mình ăn cho dữ rồi mình làm ác nữa. Rồi người ta cũng bị tội, rồi nghiệp người ta chồng nghiệp với mình luôn. Yeah. Giống như trên đời nè, nếu mà con giúp cái người đó mà người ta ăn cướp ăn trộm đi thì chính quyền bắt mời tới con à. Dạ dạ. Đúng không? Dạ có liên quan, có liên quan. Còn vụ con làm khá giả thì con cũng chia sẻ được với người ta. Dạ. Ai anh? Mẹ anh mất hả? Bà vợ. À mẹ nhập vô vợ. Bà nói mày dám tu đi. Tội đi. Chó với heo gà vịt nó ngồi với có hẹn trời. Trời mày vậy. Cũng sợ. Chính vì vậy con phải quy y. Con phải quy y để quy y phải làm y. Dạ, phải sám hối. Cứ tu bình thường chứ không cần phải quy y. Dạ. Mà cho có tu. Tu là phải thật tu. Mà bà nói con sợ quá. Mà bà nói cũng đúng, nhập về nó cũng đúng. Cái chỗ mà trụ sở công an nó sao không con năm? Hả? Trụ sở công an để quản lý cái ấp này nè. Cái gì? Trụ sở công an mà ấp để quản lý cho cái ấp của mình đó. Là cái trình giấy đó.
dễ mời Dũng trình cho. Mời có người trình cho anh này. Dạ. Chính con đi đẳng hay là đẳng con lấy móc giấy tờ công trình không? Không, ở đâu đây có được. Điện hả? Ừ. Nên công an qua đây hàng đêm hàng ngày. Sao bữa nay gặp má Năm khai ngộ gì anh cảm thấy sao anh? Hả? Có sư phụ mà con. Có sư phụ nhưng mà ít có tiếp xúc với sư phụ được. Yeah. Thành ra bây giờ đi tới đây thì tính đi 2 ngày mà bây giờ tính ở lại 5 ngày rồi. À, thì anh gặp bữa nay anh gặp má Năm gì đó rồi anh cảm nhận sao? Cảm nhận sao lại sao giờ? thì nghe thì cũng chí lý đó nghe thì cũng đúng. Vậy đó ha, rồi có rút kinh nghiệm gì không? Có rút kinh nghiệm chứ. Nó là đúng mấy rút kinh nghiệm để mới học theo. Vậy ha. Ừ. Chứ tu cũng vậy con ơi, nhiều người làm muốn thế. Này muốn kia tu đừng muốn gì chứ. Dạ, còn tham sân si. Mình tu là mình phải làm những gì thôi, đừng có ham muốn gì chứ. Còn tất cả cái gì là để thiên định. Yeah. Mình phải làm cái gì cho nó đúng đạo, đúng đời. Yeah. Rồi còn tất cả sự mơ mộng nào đó nó hoàn toàn là nó giả hết. Yeah. Nó giả do tâm mê của mình. Rồi mình cứ ảo tưởng vậy hoài, cái lẫn quẩn cái tâm mình. Mình không có thoát được cái tham sân si rồi, mình không có trí tuệ, mình không phát được. Yeah. Thật sự ha, cô Năm tu, cô Năm ít cái coi kinh sách lắm con. Cô Năm muốn cái gì mà mình được, mình của mình. Thầy tổ tu cũng được, của thầy tổ mình phải tu để được cái của mình thôi, mình đừng có lấy của thầy tổ. Yeah. Mình nghe, mình hiểu biết để mình hành thôi, mình đừng lấy của thầy tổ. Mà chính cái của mình, tại vì sao? Mỗi người nó có mỗi tần số, mỗi người nó có một cái phước duyên và nó có một cái phước điền khác nhau. Ví dụ giờ cái khả năng mình tu vậy, mình muốn theo ông thầy tổ, không được đâu. Cái phước mình đó, nó tùy theo con thấy hả? Như Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng có ngôi vàng, địa ngọc, cũng có vợ đẹp, con xinh. Nhưng mà cuối cùng Ngài phải bỏ hết đi tu, tại vì tất cả đều là giả tạm. Những sắc đẹp của Ngài nàng cũng là giả tạm, làm cho ta yêu, ta mến, để rồi ta sẽ lụy, ta không thấy đường trở về Tây Phương. Nhưng Đức Phật Ngài phải cắt đi những cái yêu, những cái mê đó, để chi đặng dứt cái tâm mê, mới lìa xa cảnh khổ được. Con thấy yêu vô là khổ không? Dạ. Yeah. Ngài dứt được thì Ngài mới lìa cảnh khổ. Yeah. Ngài cảm được điều đó Ngài mới lìa. Dạ. Yeah. Thì bây giờ á, cái phương tiện con cũng có phước báo và có nhân duyên khiến cho vợ chồng con xích mích vậy, để con mới có đường tu. Yeah. Để con mới giải thoát chính ở mình, vì tiền kiếp trước mình cũng đã có tu rồi. Mà vì nghiệp chướng quan gia và vì nghiệp chướng quan gia của mình lên kiếp này mình khổ sở, cho nên á, bần cùng mà. Yeah. Thì phải sanh đạo tặc thôi. Dạ, yeah, dạ, yeah. Đường cùng đó. Thì bây giờ tới mức đường cùng rồi, không ăn cắp giặt thì thấy gì mà ăn. Thấy gì mà ăn, đói khát không có tiền. Đói khát rồi không có tiền. Đói khát tham lam quay quạt. Cho nên là phải đi tới mức đường bộ đường cùng để sanh tử nghiệp nữa. Yeah. Rồi mới tới cận tử nghiệp. Yeah. Sanh nghiệp rồi mới tới cận tử nghiệp. Yeah. Sanh tử nghiệp rồi cận tử nghiệp. Vì cuộc sống mà phải sanh nghiệp. Yeah. Rồi tới chết rồi cái cận tử nghiệp đó đó. Nó đến nó đòi. Nó đòi. Yeah. Thì do đó mà khi mình giác ngộ được, mình tu, mình cắt được những cái quan gia trái chủ, mình làm điền ở tại đây thì nợ nghiệp của mình nó không còn. Có nhiều người gặp cảnh tại đây, tu mà gặp cảnh tại đây đó quý vị, mừng cho người ta đi. Người ta đủ vốn, ta đủ khả năng cho nợ nó mới tới đòi tại đây nè. Là người ta trả đây rồi, khi mình ta về thiên cảnh là người ta trở về thiên cảnh. Ta đi được. Còn nếu còn nợ nghiệp thì sao về thiên cảnh được. Yeah. Giống như ở đây mà đi qua Mỹ đi, thiếu nợ gì mà ai rút cái đơn rồi đi được không? Đâu được đâu. Yeah, tặng đường, tặng đó, đi qua bài. Tây phương của đời thôi. Yeah. Chứ còn không phải là đi tới mà cái cõi cực lạc Tây phương. Yeah. Thì nó còn cái sự xét duyệt đó, nó còn thiêng liêng nữa, nó còn yeah. lớn lao nữa. Còn đây là qua bên Mỹ thôi. Mà con mà ví dụ con làm một cái gì dướng về nghiệp tiền, nghiệp tình hay nghiệp gì ở đây mà đút cái đưa lên tòa đại sứ quán là bác con liền. Yeah. Không đủ tiêu chuẩn để qua bên nước ngoài. Dạ, yeah, thật chứ nào. Má Năm, cái ảnh á cũng có một cái nguyên nhân nữa má Năm. Lúc xưa á vị sư huynh này nè là
cha mẹ sanh ra rồi bỏ đó mấy năm. Rồi khi huynh ấy là sống với cha mẹ nuôi đó, nuôi mình thì huynh ấy là bất hiếu với cha mẹ nuôi. Kiếp này con của huynh ấy trả lại gan như vậy đó. Nhưng mà nó đỡ hơn chút rồi mấy năm, thấy cái này mà huynh ấy nếu mà chịu xuất gia vậy đó, cái nghiệp đó nó có buông bỏ không mấy năm? Không cần phải xuất gia, tại gia con mới làm được nhiều nghề nha, phước báo được con trả. Bây giờ xuất gia đó không. Tại vì con biết xuất gia vô còn là không có làm được nhiều hết trơn. Thì làm đó sao mà giải được nghiệp dạ, được đó. Tại vì nè, lo học lo hành không, mà cái học hành nó không có nằm trong cái đạo đức đó nhiều. Nằm trong trí thức chứ không có nằm trong đạo đức. Cho nên khi mà con ở ngoài, con tu ở ngoài vậy á mà con giúp người này làm được đủ thứ việc đó, để con mới có cái ơn, con mới hồi hướng được. Còn bây giờ con vô đó nhiều khi lo tu lo học còn ăn thêm không? Tiền của thằng Na Tính Thí để học không nè, bồi dưỡng cho cái não không nè, mà không bồi dưỡng cho cái đạo. Dạ cô nói là không đúng rồi đó. Cho nên mình ở ngoài vậy đó, đừng có xuất gia. Ở ngoài mà mình lo đủ thứ thì bị nghiệp mình lớn quá, còn mấy vị kia người ta có nhân duyên. Mình phải quán lại cho nó đúng cảnh, đúng con đường đi. Còn mấy vị kia là người ta không có nằm trong cảnh của mình. Thì giờ người ta tu được. Vậy ha. Mô Phật. Vậy là anh sư huynh đó là cần tu là cũng phải tu ở ngoài ha. Không cần thiết là vào trong chùa tu, mà là mình sẽ làm nhiều công đức hơn để mà hồi hướng, nhất là cho cha mẹ ha, và củ quyền của nhà mình ha, và kế tiếp nữa thì cũng hồi hướng những cái công đức cho những mà chú chó trong 10 năm trời mà huynh nuôi, huynh nhốt, huynh bán đó và mình giết đó ha. Rồi thì qua cái đoạn video này thì em cũng chúc cho huynh lúc nào cũng tinh tấn trên con đường đạo đức và tu học nha sư huynh. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, cố lên nha, buông xả hết nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua đây thì con cũng cảm ơn má Năm rất là nhiều nha, đã hướng dẫn cho một vị sư huynh Hoàng ở từ Cần Thơ đi về đây để mà nghỉ ngơi tại đây vài ba ngày để tu học tại đây và phụ giúp những công tác xã hội của cô Năm. Thì huynh ấy đi đến đây chỉ có muốn ở là chỉ có một ngày và một đêm, nhưng mà thấy cô Năm ở đây thì rất là chân tình hết sư huynh, nên huynh ấy quyết định ở đây 5 ngày luôn quý vị. Và có thể mà có đủ duyên thì ở đây dài dài hết sư huynh, dài trở lại nữa. Vậy đó ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, chúc huynh sức khỏe an lạc nha. Rồi Mô Phật. Vậy bác Hồ nói câu cũng rất là hay, ông nói lao động là vinh quang. Là con khi á, cái vụ con có nhiều đau khổ, con làm việc tiếc con quên, rồi tối mệt mỏi nữa cái con ngủ, cái đó cũng như là đó là một cái bối báo bổ cái sự tu tập của mình luôn. Thì thay vì á, con á, không có làm thì con cứ nằm con suy nghĩ hoài, nó phiền não, nó càng phiền não nữa. Mà con vừa làm con niệm Phật đi, để chi con làm, con vừa làm thân và con làm luôn tâm, cái đó là phước huệ song tu. Tại vì khi con làm bằng thân rồi, tâm của con vẫn niệm Phật luôn, là phước huệ song tu, là con sẽ diệt cái nghiệp chướng nào. Con làm đi rồi tối con ngủ con đâu mệt mỏi rồi ngủ mệt, hết suy nghĩ rồi. Vậy đó con suy nghĩ đó mệt mỏi quá. Cái đó là mình đó, là cái cách mà mình tu thiện đó. Tu thiện tu hiền đó. Nghĩa là không cần luyện kinh sách mà chính luyện cái tâm. Và cái thân. Cái thân là cho làm những việc lợi ích cho xã hội, còn cái tâm luôn luôn hướng về và tưởng đến Phật mười phương. Thì hai cái này mà nó phước huệ song tu, con đâu còn suy nghĩ gì nữa đâu. Thì tự nhiên cái sự lợi lạc của con rất là lớn, thấy bình thường nhưng mà rất lớn. Đâu ngày mai con làm y vậy thử coi. Rồi tối con nằm con còn có trằn trọc nó không? Tất cả những cái việc làm của mình đó, những cái quan hồn nó thấy được rồi nó thương nữa. Nó thương rồi nó quan hỷ nữa, rồi một phần mà con hồi hướng cho nó được cái nữa, rồi nó buông xả rất là nhẹ. Chính nó là người quan hỷ hay không, chứ Phật nào không có phạt con không. Trời nào không có phạt con. Đúng là như vậy. Nhưng mà những cái quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đòi con nợ. Giống như ở đời nè. Ví dụ như bây giờ con thiếu nợ người đó đi,
con ở không, con đi nhõng nhõng hoài, con không bằng, con không trả nó. Nó chửi, nó cứ chửi, nó quánh con, nó thưa công an đồ bắt. Yeah. Mà nó thấy con bằng cái nó tội nghiệp, có ít con trả ít. Yeah, à, rồi cái bắt đầu nó thấy cái con có cái cũng như là nhiệt tình, yeah, có cái thiện tâm. Thì nó bắt đầu nó cũng buông xả, nó cũng nhẹ. Yeah. Khi mình vừa làm, mình hưởng công đức này, và khi mình niệm Phật nữa, thì mình trả cho các vị quan gia trái chủ, người ta thấy người ta cũng tội nghiệp, ổng hết sức mần để cũng lo cho mình. Vậy thì mình ở nào mình lại đi làm khó làm dễ nữa. Có một điều là không biết gì tới nhưng giết rồi bỏ, làm tội rồi kể. Thì cái chuyện đó thì không thể được, nó sẽ đến đòi. Mình quên nợ tao sẽ nhắc nợ, còn mình biết thiếu nợ, biết trả nợ, ai đòi nợ mình nữa. Cái đó là cái thực tế nhất. Đừng suy nghĩ vào đâu cho mà suy nghĩ. Anh biết thiếu nợ, anh làm, anh lo, anh trả nợ, thì ai nói gì anh? Không ai nói gì hết á. Mà người ta còn thương, người ta xóa nợ nữa. Còn anh vậy nợ đó cho đã, cả đống anh không biết gì trơn, không biết tới, rồi ta sẽ đòi mày, chứ không phải mày làm cha tao được. Ăn nói không, thiếu tiền mà cứ ăn ngủ hoài. Thiếu tiền mà không lo nợ, trả nợ hả? Tao đòi. Mày mà cà chớn tao quánh mày luôn. Còn còn mình bán mạng, bán mạng, bán lên cho trời. Như tội nghiệp. Có thể nó bớt. Thì người ta sẽ trả nợ cho mình. Có thể nó bớt nè. Ngộ rồi ha. Dạ, thí dụ thiếu 2 triệu thấy tội nghiệp quá, 1 triệu 8, 1 triệu 9 thôi. Bớt đi là 100. Cũng như đó, giết 10.000 con, bây giờ anh cố gắng, anh tu tập, anh làm thiện nguyện đi. Thì bây giờ thì nó bớt cho anh lại 8.000 con. Rồi, mô mật nha. 8.000 giết con, chừng 10 con hả? Không. Trời ơi, nhiều lắm, 10 năm trời đó, 10 năm trời. Mà chó đâu phải con nuôi mấy tháng con bán được đâu. Nuôi bự bán ra mấy mô. Không, mình giết ra 10.000 con mà. Rồi chào ha Chú Huynh. Rồi chúc sức khỏe, Nam Mô Di Đà Phật. Chào má Nam ơi. Dạ con chào. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, qua đoạn video này Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. 8 giờ rưỡi luôn rồi.